Đây là hợp đồng ký kết ổn định giữa hợp tác xã La Ba Banana Đà Cà Nàng với một doanh nghiệp nông sản quy mô lớn từ nước Nhật, trước mắt thỏa thuận giá mua bán giữa hai bên trong thời gian 5 năm. Hợp tác xã La Ba Banana Đà Cà Nàng thành lập vào tháng 10 năm 2018 với 7 hộ nông dân địa phương tham gia chuyển đổi ban đầu là 5 ha cây cà phê già cỗi sang trồng chuối La Ba. Diện tích chuyển đổi này đã tăng lên 200 ha trong đó 50 ha đang thu hoạch vào đầu năm 2020 với 40 nông hộ liên kết từ xã Đà Cà Nàng, huyện Đam Rông, mở rộng sang địa bàn các xã Phú Sơn, Tân Hà, huyện Lâm Hà. Bây giờ đang đầu tư cho dân 50-50 và ví dụ để làm gọi chất lượng, gọi như quả chuối để cho nó đảm bảo để xuất quan bên Nhật thì là phải nhiều giai đoạn, tức là nó phải rất kỹ về cái chất lượng và về cái mẫu mã và thứ hai là để cho cái quả chuối mình để sang bên bên nhật được là bảo quản để sang bên kho bên đấy để làm chín để tới đến những người tiêu dùng là để người ta biết được cái quả chuối của mình đang sử dụng cái gì và làm những cái gì. Dự kiến vào cuối năm 2020, đầu năm 2021, hợp tác xã La Ba Banana đã khả năng tiếp tục bao tiêu sản phẩm chuối La Ba trên diện tích 150 ha của các nông hộ liên kết. Từ đó tăng sản lượng xuất khẩu lên 15 tấn một ngày. Đồng thời vận động ngày càng nhiều hơn nữa số lượng nông hộ tham gia liên kết với các hợp tác xã để mở rộng vùng nguyên liệu chuối La Ba.